Hello, xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel tôi vẽ tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về một con Huggy. Con Huggy này thì mình sẽ tô màu xanh dương nhá. Và trên tay mình đây là cây bút chì màu xanh dương để tô màu cho cái màu lông của con Huggy này. Tiếp theo là cánh tay của con Huggy này nhá. Tiếp theo mình sẽ tô màu đỏ cho cái miệng này của con Huggy này nhá. Và tiếp theo là cái phần nơ trên cổ này.
và video tô màu cho bức tranh một con quỷ Huggy này của mình đến đây là kết thúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.